Xin chào các em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với cái tiết học online với cái nội dung về cái lịch sử địa phương lịch sử địa phương. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về lịch sử địa phương, tức là chúng ta sẽ tìm hiểu về lịch sử của thành phố Hồ Chí Minh, chương 2, vùng đất Sài Gòn từ khi hình thành đến thế kỷ thứ 19. Cái bài hôm nay chúng ta sẽ học đó là buổi đầu khai phá vùng đất Sài Gòn. Em ghi bài cho thầy. Chương 2, vùng đất Sài Gòn từ khi hình thành đến thế kỷ 19. Bài buổi đầu khai phá vùng đất Sài Gòn. Phần 15 mã, vùng đất Sài Gòn từ buổi bình minh của lịch sử đến thế kỷ 15. 15 mã, vùng đất Sài Gòn từ buổi bình minh của lịch sử đến thế kỷ 15. Thầy có một câu hỏi được đặt cho các em. Theo các em, con người đã có mặt ở vùng đất Sài Gòn từ khi nào? Từ khi nào? Các bạn sẽ có 30 giây suy nghĩ và trả lời. Rồi, qua nhiều cái di vật khảo cổ đã tìm thấy tại các di chỉ thuộc thành phố Hồ Chí Minh, các nhà nghiên cứu khẳng định từ khoảng thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên, con người đã có mặt ở vùng đất thuộc thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Như vậy là chúng ta có thể khẳng định rằng từ khoảng thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên, trên cái vùng đất Sài Gòn gia định của chúng ta ngày nay thì con người đã sinh sống và xuất hiện. Đã xuất hiện và sinh sống. Rồi, phần này các em ghi nhận lại cho thầy. Vào khoảng thiên niên kỷ 2 trước công nguyên, con người đã có mặt ở vùng đất Sài Gòn ngày nay. Rồi, thầy có hai cái câu hỏi tiếp theo dành cho các em Tìm những dẫn chứng cụ thể cho thấy con người đã có mặt ở vùng đất Sài Gòn từ rất sớm. Câu hỏi thứ hai, qua những di vật khảo cổ tìm thấy, em có nhận xét gì về cuộc sống của những cư dân đầu tiên tại vùng đất Sài Gòn? Có hai câu hỏi. Phần này các bạn sẽ có 3 phút suy nghĩ và trả lời. Câu hỏi đầu tiên, tìm những dẫn chứng cụ thể cho thấy con người đã có mặt ở vùng đất Sài Gòn từ rất sớm. Câu 2. Qua những di vật khảo cổ tìm thấy, em có nhận xét gì về cuộc sống của những cư dân đầu tiên tại vùng đất Sài Gòn?
Rồi, cảm ơn các em ha. Rồi, đây là cái ủy ban của thành phố Hồ Chí Minh ha. Đây là thư viện tổng hợp. Thư viện tổng hợp thì trước thầy cũng đã đến đó rồi ha. Trước học đại học thì đến đó ha. Ở nơi đây thì về cái kiến trúc vẫn rất là cổ ha. Đồn Cây Mai ha. Đây là những cái dấu tích ha, chum là những cái dấu tích mảnh gốm ha. Đây là chùa Hội Sơn ha. Cái chùa Hội Sơn ở Thủ Đức thì người ta tìm thấy những cái vòng tay hòn bia bằng đất ha. Ở cái chùa Hội Sơn này người ta tìm thấy những cái dấu tích như là những cái vòng tay và những cái hòn bia bằng đất. Nó thể hiện những cái dấu tích một con người đã sinh sống ở nơi đây. Tại di chỉ Bến Đò, các nhà khảo cổ đã sưu tầm được hơn 500 công cụ bằng đá như rìu, đục, tên mài đá, tên bàn mài ha, và 1.200 mảnh gốm có hoa văn rất là đẹp của các vật dụng như nồi, chum, vò, bát, đĩa, vân vân. Đây là thanh đàn đá Bình Đa. Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xưa kia đã có những cái dấu vết của người sinh sống, họ biết làm nông nghiệp. Bên cạnh làm nông nghiệp thì họ còn biết làm đồ gốm, biết đi săn bắt, biết đánh cá. Bên cạnh đó thì về cái văn hóa tinh thần họ cũng biết ca hát, biết làm đẹp và họ đã có những cái có những cái quan niệm sơ khai về về cái thế giới bên kia. Họ cũng biết rằng sau khi chết thì có một cái thế giới khác, đó là thế giới bên kia. Tại thế giới đó họ vẫn tiếp tục phải làm việc, vẫn phải lao động và có thể coi rằng đó là một cái xã hội có tính văn hóa cao. Rồi, vừa này các em ghi nhận lại cho thầy một xã hội có tính văn hóa cao đã xuất hiện trên cái vùng đất Sài Gòn của chúng ta ngày nay. Rồi, một câu hỏi nữa được đặt ra cho các em đó là gì? Vào những thế kỷ đầu công nguyên, vùng đất Sài Gòn thuộc lãnh thổ của vương quốc nào? Các bạn sẽ có 10 giây suy nghĩ và trả lời. Vào những thế kỷ đầu công nguyên, vùng đất Sài Gòn thuộc lãnh thổ của vương quốc nào? Như vậy là câu trả lời đó là vào đầu thế kỷ công nguyên vào những cái thế kỷ đầu công nguyên thì Sài Gòn của chúng ta thuộc Vương quốc Phù Nam đây được coi là những cái hình ảnh biểu tượng cho cái Vương quốc Phù Nam. Vương quốc Phù Nam là một cái đế quốc hùng mạnh thời cổ đại ở Hạ Lưu và châu thổ sông Mekong. Vương quốc này được xem là chủ nhân của nền văn hóa ốc eo độc đáo. Và đến thế kỷ thứ thứ bảy Phù Nam suy yếu. Phù Nam từ một cái đế quốc mạnh trở nên suy yếu vào thế kỷ 7, và đây là cái cơ hội để cho Chân Lạp tấn công và thôn tính. Và sau đó thì các bạn đã biết là Sài Gòn trở thành phần đất thuộc Thủy Chân Lạp, gồm hai cái khu vực đó là gì? Kampong Ra Bay, tức là cái bến nghé nội thành Sài Gòn ngày nay, và Brainoco, tức là Sài Gòn Chợ Lớn ngày nay ha. Do cái nội bộ Chân Lạp chiến tranh triền miên, thêm người Khmer có một cái thói quen sinh sống trên những cái vùng đất cao, nên phần lãnh thổ Thủy Chân Lạp vốn có nhiều đầm lầy, sông rạch, cho nên nó đã bị bỏ hoang, nó bị bỏ hoang.
Và chúng ta đi sang phần 2 La Mã, quá trình người Việt mang gươm đi mở cõi. Phần A nhỏ, tiến về rừng rậm hoang vu. Phần này các em ghi bài cho thầy. Rồi, câu hỏi được đặt ra là vì sao các thế kỷ 15, 16 người Việt lại di cư về phương Nam, tức là từ phương Bắc họ lại di cư về phương Nam. Phần này thì các bạn sẽ có 30 giây suy nghĩ và trả lời. Rồi, như trong những cái bài trước các em đã được học ha, vào thế kỷ 15 đến thế kỷ 10, 17 thì nước ta đã diễn ra nhiều cái cuộc chiến tranh. Đầu tiên đó là cái cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều, về sau đó thì đó là cái cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn. Cái cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn thì kéo dài từ năm 1627 đến năm 1672. Và kết quả đó là gì? Trịnh và Nguyễn đã không phân thắng bại và đã lấy sông Danh làm giới tuyến để chia cắt đất nước, làm ranh giới để chia cắt đất nước. Các bạn, sông Danh tức là thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình bây giờ. Từ sông Danh, các bạn nhìn vào cái lược đồ ha. Từ sông Danh đổ ra Bắc thì người ta gọi đó là đằng ngoài. Từ sông Danh đổ vào Nam thì người ta gọi đó là đằng trong. Đằng ngoài đó là cai quản của vua Lê Chúa Trịnh. Đằng trong đó là cai quản của Chúa Nguyễn. Đằng trong là cai quản của Chúa Nguyễn. Mà khi mà đằng trong đang phát triển do Chúa Nguyễn đã thực hiện rất là nhiều những cái biện pháp tích cực thì đằng ngoài thì vua Lê Chúa Trịnh lại không quan tâm đến nhân dân, không thúc đẩy khai hoang, không chú trọng đến thủy lợi, trong khi đó thuế khóa lại nặng nề. Chính cái điều này làm cho cái đời sống của người dân ở đằng ngoài rất là khổ, và họ nhận thấy rằng phải tìm kiếm cái vùng đất nào mới thuận lợi cho cái cuộc sống của mình hơn. Cho nên là họ nhận thấy đằng trong là cái nơi có điều kiện phát triển hơn. Cho nên là gì? Đã có một cái làn sóng di dân từ đằng ngoài và đằng trong để sinh sống. Đây là cái hình ảnh đằng ngoài do siêu cao thế nặng mất mùa đói kém, ruộng đất thì bỏ hoang. Một bộ phận người Việt ở một số cái tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn đã rất dìu nhau đi về phương Nam tìm cuộc sống mới. Họ nhận thấy rằng đằng trong nó có điều kiện hơn, đằng trong có điều kiện hơn. Rồi, các em ghi nhận lại cho thầy. Thế kỷ 15 đến thế kỷ 16, một bộ phận người Việt đi về phương Nam để kiếm sống, về kiếm sống. Rồi. Vậy theo các em thì quá trình di chuyển về phương Nam của người Việt đã diễn ra như thế nào? Như vậy là khi chúng ta di chuyển từ một cái điểm A đến điểm B thì chúng ta có rất là nhiều nhiều cách. Ví dụ chúng ta di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội thì chúng ta có thể di chuyển bằng nhiều cách. Ví dụ chúng ta đi đi bằng đường hàng không, đi bằng đường bộ, đi bằng đường thủy. Nhưng cái thời kỳ này do cái khoa học kỹ thuật chưa phát triển cho nên là đường hàng không người ta không có chưa được sử dụng. Thì đường bộ thì sao? Đường bộ thì các bạn biết cũng đi lại cũng rất là khó khăn, và cái phương tiện di chuyển dễ dàng nhất
đó là người ta di chuyển bằng bằng thuyền ha. Họ đã dùng thuyền nhỏ men theo cái bờ biển đi vào các con sông để đến cái vùng đất Nam Bộ, trong đó đó có phố Sài Gòn của chúng ta. Như vậy là gì? Người ta đã đi bằng bằng đường biển, dùng những cái thuyền nhỏ và đi theo cái ven ven biển, ven bờ biển để đi vào cái vùng đất Nam Bộ, trong đó có Sài Gòn ha. Bước sang thế kỷ 17 thì trước yêu cầu mở rộng lãnh thổ, các chúa Nguyễn dưới sự hậu thuẫn của công chúa Ngọc Vạn, con gái của chúa Nguyễn Phúc Nguyên, hoàng hậu của vua Chân Lạp Chết Ta Hai, đã đưa người vào khai phá vùng đất phía Nam. Đưa vào khai phá vùng đất phía Nam. Rồi bây giờ các em ghi nhận lại, các ghi nhận cho thầy ha. Vào đầu thế kỷ 17, các chúa Nguyễn đã đưa người vào khai phá vùng đất phía Nam. Đầu thế kỷ 17, các chúa Nguyễn đã đưa người vào khai phá vùng đất phía Nam. Rồi chúng ta đi sang phần B, người Việt nhất phá Sơn Lâm, nhì đâm Hà Bá ha. Vâng. Theo các em thì thông qua những hình ảnh đó thì các em hãy cho biết, thông qua hình ảnh vừa qua các em hãy cho biết là cái vùng đất phương Nam xưa có những cái đặc điểm gì? Có đặc điểm gì? Đây là sông nước phương Nam ha, các anh em nhìn thấy ha. Phương Nam được coi là một trong những cái nơi có cái điều kiện tự nhiên rất là thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Ở nơi đây thì nó cũng thuận lợi cho cái việc là con người sinh sống và khai phá ha. Hình ảnh chúng ta thấy rằng hình ảnh về thiên nhiên xanh tươi, nó thể hiện cho cái khí hậu rất là ôn hòa. Ôn hòa, dễ sinh sống. Và theo các em thì người Việt đã tiến hành sản xuất trên cái vùng đất mới như thế nào? Các bạn sẽ có 30 giây suy nghĩ và trả lời ha. Rồi, cảm ơn các em ha. Và có thể coi là để có thể sinh sống sản xuất, người Việt phải tiến hành phá rừng, vỡ đất, đánh đuổi các thú dữ trên cạn dưới sông để tiến hành trồng tỉa, cấy cành ha. Cấy cày ha. Đây là hình ảnh mà người dân đánh đuổi thú dữ ha. Và người đi khai hoang thường họ thường làm gì? Họ thường tập trung ở những cái vùng đất rồng, tức là cái vùng đất gò cao. Nơi đó thì đất không bị ngập nước. Họ đốt cây cỏ thành tro, đợi mùa mưa mới bắt đầu trồng lúa, gọi là ruộng sơn điền. Cũng có khi họ làm ruộng ở cái vùng đất thấp, nhiều cỏ lác bùn lầy, người ta gọi đó là ruộng thảo điền. Mỗi năm họ chỉ gieo trồng một vụ, gieo mạ vào tháng 4 và gặt vào độ tháng 10.
Ngoài lúa, người dân còn trồng thêm nhiều cái loại hoa màu khác, ví dụ như là gì, rau, đậu, bầu, bí, cau, bông, vân vân. Như vậy là chúng ta thấy rằng về cái sản phẩm nông nghiệp rất là đa dạng, rất là đa dạng. Ngoài lúa thì còn có rất là nhiều cái thực phẩm khác, rau, đậu, bầu, bí, cau, bông. Rồi, các anh ghi nhận lại cho thầy ha, để mưu sinh họ phải tiến hành phá rừng, vỡ đất, làm nông nghiệp, trồng hoa màu. Làm nông nghiệp, trồng hoa màu. Để mưu sinh họ phải tiến hành phá rừng, vỡ đất, làm nông nghiệp, trồng hoa màu. Và đến bây giờ chúng ta biết rằng phía Nam, đặc biệt đó là đồng bằng sông Cửu Long, được coi là vựa lúa của cả nước. Nơi đây thiên nhiên rất là ưu đãi, điều kiện rất là thuận lợi. Đây là hình ảnh mà rất là đẹp ở phương Nam. Cánh đồng thẳng cánh cò bay ha. Hình ảnh rất là đẹp ha. Miền sông nước. Rồi. Họ đã ngoài ra thì họ đã cùng hợp sức chống lại cái sự khắc nghiệt của tự nhiên. Và đây là một trong những cái yếu tố nó thắt chặt thêm cái tinh thần đoàn kết của người Việt khi khai phá cái phía Nam. Người ta ngoài việc đó là gì, đoàn kết nhau lại để chống thiên nhiên, và chính cái điều kiện này nó giúp con người gần gũi nhau hơn, có nảy sinh tình cảm với nhau hơn. Rồi, như vậy là đây là toàn bộ cái nội dung của tiết học ngày hôm nay về cái bài buổi đầu khai phá vùng đất Sài Gòn, vùng đất Sài Gòn từ buổi bình minh lịch sử đến thế kỷ 15, khoảng thiên niên kỷ 2 trước công nguyên, con người đã có mặt trên cái vùng đất Sài Gòn ngày nay, và trên cái vùng đất Sài Gòn đã xuất hiện một cái xã hội có tính văn hóa cao. Về cái phần quá trình người Việt mang gươm đi mở cõi, ý muốn nói đến cái việc đó là người Việt vào khai phá, mở rộng cái vùng đất phía Nam. Người Việt đã tiến vào cái rừng rậm hoang vu ở thế kỷ 15 đến thế kỷ 16. Một bộ phận người Việt đi về phương Nam để kiếm sống. Đầu thế kỷ 17, các chủ Nguyễn đã đưa người vào khai phá vùng đất phía Nam. Phần B là người Việt nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà lá, để mưu sinh họ phải tiến hành phá rừng, vỡ đất, làm nông nghiệp, trồng hoa màu. Họ đã cùng nhau hợp sức chống lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Và bây giờ là thầy sẽ có cái phần củng cố bài học cho các bạn thông qua những câu hỏi trắc nghiệm. Câu 1. Con người có mặt tại vùng đất Sài Gòn từ bao giờ? A. Thế kỷ 2 trước công nguyên. B. Thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên. C. Thiên niên kỷ 2 trước công nguyên. D. Thiên niên kỷ 3 trước công nguyên. Các bạn có 10 giây suy nghĩ và trả lời ha. Bạn nào mà trả lời cái đáp án C thì là đáp án đúng. Chúc mừng những cái bạn chọn đáp án C ha. Rồi, câu hỏi số 2. Vào những thế kỷ đầu công nguyên, vùng đất Sài Gòn thuộc lãnh thổ của vương quốc nào? A. Chân Lạp, B. Phù Nam, C. Champa và D. Đại Việt. Các bạn có 10 giây suy nghĩ và trả lời ha. Rồi,
Đoạn D phải là vào những thế kỷ đầu công nguyên thì vùng đất Sài Gòn của chúng ta ngày nay thì thuộc về Vương quốc Phủ Nam ha. Rồi, chúc mừng những bạn nào chọn đáp án B ha. Câu 3. Vì sao vào các thế kỷ 15-16 người Việt lại di cư về phương Nam? A. Do chiến tranh phong kiến. B. Do siêu cao thuế nặng mất mùa. C. Cả A, B sai. D. Cả A, B đúng. Các bạn có 10 giây suy nghĩ ha, trả lời. Đáp án B ha. Như vậy là cả B, A, B đều đúng ha. Câu 4. Câu quốc gia nào sau đây nói về vùng đất phương Nam thời kỳ đầu khai phá? Đồng Nai xứ sở lạ lùng, dưới sông số lội, trên rừng cọp B. Làm trai cho đáng thân trai, Phú Xuân đã trải, Đồng Nai đã từng. C. Ai về gia định thì về, nước trong gạo trắng dễ bề làm ăn. Câu D. Cả A, B, C đều đúng. Các bạn có 10 giây ha. Đáp án B, cả A, B, C đều đúng. Như vậy là gì? Thầy đã gửi đến lịch sử địa phương tiết 1, và chúng ta còn một tiết nữa, còn một tiết nữa, và cái tiết đó thì chúng ta sẽ học trong cái ngày nào đó. Trước khi kết thúc cái tiết học này thì thầy chúc các em học thật là tốt, học thật là tốt, và tuần sau chúng ta sẽ có một cái bài kiểm tra một tiết. Các em cố gắng về nhà ôn thật là kỹ về cái nội dung kiểm tra một tiết. Chúc các em kiểm tra đạt kết quả thật là cao. Thân ái chào các em ha.